Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên tại cho phép Quân khám phá vlog xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe tới tất cả mọi người đang xem trên kênh, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, an tâm, thân lạc và thành công hơn cuộc sống. Hôm nay tiếp tục những câu chuyện đi khám phá các căn nhà hoang. Quân đang có mặt tại một cái căn nhà hoang ở rìa đường đây. Thì bây giờ hiện tại đang trời rất là mưa. Đang ở ngoài cổng căn nhà hoang này mọi người này. Thì nhìn thấy rằng cái cổng căn nhà hoang này nó khá là um tùm. Cây cối thì rậm rạp. Mà cái cửa này không biết có vào được không. Bây giờ mình thử vào căn nhà hoang này xem có điều gì. À, cửa mở nha. Rồi vào luôn này. Ui, nó rậm rạp quá mọi người. Có mọi người thấy không? Quá rậm rạp luôn. Nhìn này. Ở trên này là có một cái đường dây cao áp điện mọi người nhá. Không nên đứng gần những cái đường dây này, rất là nguy hiểm luôn. Cũng có thể là lý do đó mà căn nhà hoang này đã chuyển đến một cái vị trí khác để ở mọi người. Có mọi người thấy căn nhà hoang kìa. Phải nói là bỏ hoang khá là lâu rồi đấy mọi người. Nó rất là tùm. Không biết bên trong này có gì không. Nhìn thấy cửa là cũng mục hết rồi. Ở đây cái này là có thể là người ta dùng để nuôi ong mọi người. Wow. Nhưng mà nhận thấy rằng là căn nhà này có rất là nhiều trái cây ăn cỏ mọi người. Đó mọi người nhé. Như vậy là cái nhà này cũng có một cái lý do gì đó mà người ta không có ở. Thứ nhất là mình dự đoán là trên này có cái đường dây cao áp dây điện 500 kV. Đó mọi người này. Ui, căn nhà này bỏ hoang khá là lâu. Nhưng mà có rất nhiều cỏ bỏng, cỏ ruồi ở đây, cỏ bưởi. Mọi người xem nhá. Đó, bỏng bưởi này. À, xin phép chủ nhà xin quá nhá. Đấy, cỏ bưởi, cỏ ruồi rất ngon luôn. Ngon mọi người nhá. Giờ mưa ăn nó cũng không được ngọt cho lắm. Đó. Nhìn thấy rằng là cái vườn rất là rộng luôn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Đây là cái đằng sau của cái căn nhà. Là những cái căn nhà gian phụ. Ui. Ghê mọi người. Như vậy là cái này nó nối luôn với căn nhà trong luôn. Mình không cần phải mở cửa luôn. Bên trong có gì không mình sợ đâu. Hôm nay mình không mang đèn mọi người. Đây là cái bể dùng để đựng nước. Ừ, cái gì nhở? Cái gì quá. Thế gì ghê mọi người. Trong này là hơi tối nha. Có ai không? Hơi dần dợi đó mọi người. Nhà vẫn còn chắc chắn nha. Ôi ôi, có cái giường ở đây, tướng ngoài đang ngồi, có điện này, chắc là cắt điện rồi, một cái giường bên trong này. Đây là gian nhà chính đây.
Trong này rất hôi, khá là tối, có một cái lông sơm ở đây. Sao cảm giác rợn người thế nhỉ? Đây cái cửa là cửa chính trong nhà chính đây. Bên trong này không còn gì, có một đống rơm. Cái gì đấy? Chăn màn giường chiếu đây. Đây là ở dưới gầm giường này. Ôi, cái gì đây mọi người này? Ê, lò vi sóng nha. Bếp từ này mọi người này, không biết còn dùng được không. Bếp từ này, lò vi sóng xịn luôn mọi người nha. Cho mọi người xem này. Đấy, lò vi sóng nha. Đây, lò vi sóng luôn. Đấy, mở bên trong này. Đấy, công tắc này, không biết còn dùng được không. Bếp từ nha mọi người. Thôi mình cũng chắc là cũng hỏng rồi, người ta mới vứt chứ còn. Nếu mà còn lành thì người ta đã mang đi rồi. Đó, vẫn còn ngon. Đấy, thấy lò vi sóng luôn. Hình như lúc nãy mình đụng này có người, cái ngoài cửa sổ hay sao ấy nhỉ. Thôi để nguyên nhé mọi người nhé, không đụng, không lấy luôn. Đấy, đặc biệt thì khám phá các căn nhà hoang là không lấy cái đồ gì của trong nhà người ta hết. Mình chỉ đến quay khám phá thôi, chứ còn mình không lấy bất kỳ một cái gì hết. Đó, đóng cửa lại này. Nãy mình ăn cái cỏ bồng này mình thấy đau bụng mọi người này. Không phải đơn giản đâu mọi người, ăn rất đau bụng luôn. Đây là cửa bếp này. Mình sẽ cửa cái cửa bếp này ra. Úi, trời 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 trời. Bên trong này có gì không? Hơi ghê mọi người. Bên trong này làm cái gì đây? Trời, toàn chuột. Ui, rắn rết. Trong này, trong này có một cái giường. Đây, cái giường này mọi người này. Đó, cái này cái giường thôi. Trong này hôi lắm. Mình sẽ tạm tại khóa lại cho họ nha. Nói chung là một trong những các cái căn nhà hoang á mà người ta đã di rời đi ấy, nó phải có một cái yếu tố gì đó mà người ta đã không thể ở đây được, mà người ta phải di chuyển đến chỗ khác. Đó, mình xác định rằng cái căn nhà hoang này có xảy ra hai yếu tố. Thứ nhất là có cái dây cao áp ở đây, có cái dây điện cao áp, và người ta không ở gần những cái đường dây cao áp như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống. Ui, ở bên ngoài này lại có một khu nghĩa địa luôn. Đây mọi người, view cũng khá đẹp đấy. Như vậy là đằng sau nhà chính là khu nghĩa trang, nghĩa địa mọi người. Nhưng mà mình thấy rằng là căn nhà này rất là nhiều
hoa quả, vườn rất là rộng. Đây mọi người nhá, đấy đằng sau nhà view rất đẹp. Đấy các cụ đây, quá tuyệt vời luôn mọi người. Ấy cái gì nhở? Ồ mọi người, nó có nhiều cái tâm linh bí ẩn và một cái điều lý do gì đó thì người ta mới chuyển đến chỗ khác người ta ở. Nhưng thực ra cuộc sống chúng ta mà xây dựng được một cái ngôi nhà này lên cũng khá là vất vả rồi, chứ đừng có nói là chuyển đến một chỗ khác để ở đó. Nhưng mà nhà này nhà gần rìa bờ đường mọi người nhé. Đấy đây có một cái bồng, không biết mọi người quả này có nhiều gọi là quả roi. Đấy thì ở quê mình gọi là cái bồng này, bưởi này, gần rìa bờ đồng luôn. Đấy, ngôi nhà hoàng này mọi người, nó vẫn còn chắc chắn thì cái đoạn này nó cũng này đó sập rồi, cũng để hoang khá lâu rồi đấy. Có lẽ mình nghĩ rằng là lâu ngày rồi cũng tới cái căn nhà hoang này. Đất này có thể là được đền bù rồi hoặc là gì đó, người ta cũng không ở đây. Đây mình thấy mọi người thấy không, rào rất chắc chắn luôn nhá, có rào sắt đàng hoàng chứ không phải là không có quy mô đàng hoàng mọi người nhá. Cao trước nhà rất đẹp đấy. Ổi này để nuôi ong đấy. Đây là cái này để dùng để nuôi ong này, không biết trong này có đó bên trong nó báu rồi. Có được cái gì đây? Không có gì, tưởng có trong máu bên trong này, chết dở. Không có gì mọi người, không có gì luôn, không có gì mọi người nhá. Có lò vi sóng nhưng mà chắc là hư hết rồi, không dùng được, cho nên người ta mới vứt lại. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Quân nhé. Xin chào tất cả mọi người trong những video tiếp theo.